hai cặp đôi hàng đầu của Hai Cà Lan, GTV và Nghệ An. Đây là màn máy đối thủ chim chiến thắng bởi đội cầm ACDAN màu 1 của mình. U98 lấy màu 6, bên kia màu 5, màu 8. Vâng, nếu như giành chiến thắng trong cuộc đấu này thì cặp đôi chim chiến thắng U98 hoặc No 1 cầm được không sẽ phải đối đầu với BB và Tiểu Văn Thầu, khi mà BB Tiểu Văn Thầu vượt qua về lớp sân tử với tỷ số là 3-0. Vâng, máy xẻ cũng giật luôn rồi. Và đây là màn máy đối thủ U98. Máy 98 đã giật, máy xẻ còn giật hơn. Và tôi đang có 3 cái tên góp mặt xong vào diễu từ kết của nội dung 22AC. Đó là BB Tiểu Văn Thầu, Sen Long, Sáng Cola, Tiểu Thường Ngư, Chip Boy. Là 3 cái tên góp mặt ở trong vòng đấu này. Và màn máy các bạn đang xem đó là ACDAN của thủ U98. Bãi bắt đầu thì có 7 cây rồi em rồi. Và những bất đi dò đầu tiên yêu đầu cũng đã có luôn. Xẻ cho đây cầm AC. Và quả đầu 6 cây thôi. Và như vậy là không được khóc, đang chậm dần ở trận đấu này. Cái máy xẻ có vẻ là khá là dần. Ê Man ơi, thế nào ở vòng này chậm 4? Chậm 3. Và giờ sẽ đánh chậm 3 đây anh em ạ. Và anh cùng quay trở lại với trận đấu này, máy xẻ đứng hình luôn. Có bảy hiệu đưa về. Đây là một máy thủ 98, như vậy một bảy hiệu một bãi quả cho em. Hiệu đầu 7 con, quả phụ thì có 6 cây. Và một bài đấu nguyên thủ 98 có 2 bầy hiêu. Xin lỗi, có 1 bầy hiêu và 2 bãi quả phụ để có thể ép đời trong trận đấu này. Nhưng mà thực sự là sau trận đấu này thì mình sẽ nhờ bàn tổ chức fix lại thôi. Và bàn máy nguyên thủ chim sẻ. Và sẻ 25 dân ở trận đấu này. Gặp màu 8, nâu 1. Đã đẩy xe đỏ vào đây rồi. Đầu cánh của game thủ 98 là game thủ nâu 1. Và sẽ dễ gần nhà game thủ không khóc. Và một bài hiệu ở đây nữa là cho game thủ chia sẻ và cộng với đó là đôi vòi. Bài đấu lên đời sẽ rất muộn cho sẻ đây khi không đổ lùa về. Vâng, quả phụ thì là quả đôi các bạn ạ. Và có lẽ là ăn bài hiệu đôi vòi ở đây thôi. Quả phụ ăn sau. Rồi, có lẽ chúng ta nên xem màn máy thủ 98. Một bài cầm AC. Và bài 27 dân quen thuộc đến từ thủ 98 nhưng mà... Và gom dân chuẩn bị đóng ra điều kiện rồi, đây sẽ BA. BM đóng gần bãi gỗ. Cạnh BB của mình dành cho thủ 98. Quá giật. Không biết phải nói như thế nào. Có lẽ là nên
liên hệ với ban tổ chức thôi. Và không nhìn thấy gì luôn em ạ. Đây bạn máy cái thủ chim trẻ bài 27 dân. Ăn thêm một con voi cùng siêu bản đồ này nữa. Có bài dâng ngà đến từ cái thủ chim trẻ nhắn. Và gần nhà cái thủ không được không đang dâng một chữ hai nhà phía đôi bạn. Và tăng thêm A đến từ cái thủ chim trẻ rồi. Hải ơi, và thêm 7 hiệu nữa dành cho cái thủ chim trẻ nhắn. Có bài đi dâng A để cho cái thủ chim trẻ trong trận đấu này. Có bài chắc là 26 dân cộng 1 rồi. À, máy chỉ đám mất view luôn anh ơi. Mất view máy chỉ đám luôn. Và bài dâng 5A đến từ cái thủ chim sẻ. Và đây là bàn máy cái thủ 98. Tham lại 38 trên 44. Và tờ đầu tiên đã có đẩy đi sẽ công thẳng vào nhà cái thủ nô 1. Và chắc là sẻ cũng sẽ lao vào nhà nô 1 luôn. Được rồi, đây nó đứng hình rồi. Và rồi giờ mất view sẻ. Và máy 98 cũng đứng hình luôn này, anh em ạ. Và bây giờ tôi biết làm sao bây giờ đây. Họ dùng VMX như bên và đeo máy cái thủ chim sẻ. Đã bị không được khóc bắn vào và sẽ đang bắn vào đường dân ngoài cái thủ không được khóc. Bỏ bài đi ra Nga cho cái thủ chim sẻ đéo. Bây giờ thì đeo máy của cái thủ chim sẻ không xem được. Máy của sẻ cũng đứng hình, cả hai máy cùng đứng hình luôn. Đây máy sẻ em phát hiện được rồi. Và đeo máy cái thủ chim sẻ đang chơi vào đông dân cái thủ đầu 1. Vâng, ở nhà thì chim sẻ đang bị đối phương chơi vào. Nhưng cũng ở cái thủ không khóc đang quản nhà cái thủ chim sẻ đáng. Và sẻ thì đang đi quản nhà của cái thủ đầu 1. Rất căng. Và nô 1 F3 không thể chịu được cái cảnh này nữa. Không thể chịu nổi nhiệt. Đến bình luận viên như tôi không chịu được nữa là game thủ. Quá nóng. Và bây giờ nô 1 cũng chuẩn bị quay trở lại rồi. Yes, yes, yes. Yes. Máy mình bị đứt view hết liên tục rồi. Và thật lại là 37/40. Và thật lại sẽ là 4x rồi. 42/40 của chim trận đáo một bài đi dâng à. Còn U98 thì sao? U98 thì có khi phải tắt đi view lại thôi. Và không view được máy 98 nữa luôn này. Rồi.
Máy trẻ giờ thì đứng hình luôn. Và thông tin báo về là No 1 Inside và tỷ số là 1-0 dành cho team Việt Vi. Tôi còn không nhìn thấy chữ No 1 Inside ở đâu, tôi nghe Kami đọc tôi bảo vậy. Đoán thế không biết Kami nói thật hay không phép. Đứng hình mất mấy giây rồi. Đề nghị kiến nghị ngay với ban tổ chức. Vimic. Họ vẫn view máy bình thường. Không phải là bị dập theo kiểu tác ra ngoài, mà là máy bên em nó bị cực kỳ giật luôn. Còn nó bị kiểu đứng hình ấy. Bức là đang đúng. Các em đang thiếu ấy, đứng người cũng mất cả view. Vâng, đứng hình cũng mất cả view. Lô. Vâng, bạn đợi chút để mình view lại ạ. Rồi. Vào ra đến với trận 2. Vào đeo máy cái thủ chim sẻ.